Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Jay Travel Cuộc Sống ở Houston. Hôm nay lại một ngày đẹp trời thì Jay mời mọi người cùng Jay đến một cái dealer để xem tụi mình anh chị của Jay và Jay trong cái market kiếm một cái tàu đi câu cá đi du ngoạn trên biển nha mọi người nhé. Thì quý vị nào mới đến kênh của Jay thì kênh của Jay chuyên về nhà cửa nè, du lịch và những thú vui xung quanh Houston nha mọi người nhé. Quý vị mới đến nhé, đừng quên nhấn cái nút phía dưới đăng ký và cái chuông để mỗi khi chơi ra những video mới thì tất cả mọi người sẽ được thông báo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến dealer để xem tàu nha mọi người nhé. Let's go mọi người. Cô chú anh chị chơi đang ở một cái dealership khác để bán tàu thì mọi người cũng thấy ở đây rất là nhiều tàu nè mọi người. Trời ơi tàu gì đâu mà quá chừng luôn. Is this one pre-owned to Michael? What is this right here? That's an outrage. Outrage. How big is that? 28? 28 feet. 28, man, that's too big. About 170. That's too big. And then the Robalo is 24 over there. Robalo. I do good bowl. It's made by Chaparral. Yeah. Oh really? Okay. Chín này 28 nè. Man, I love that word cast so much. Mm-hmm. I can say I might can get one from another store, but I'm not gonna see. Đây là cái chỗ bán tàu mới cũ luôn mà đây là mình đang đứng ngay chỗ cái chỗ này là chỗ bán tàu cũ nè. Ồ, có chiếc này cũng đẹp quá nè. Nautilus nè. Sportman nè, this is Sportman. Ok mọi người, chiếc này là chiếc hiệu Nautic Star 24 feet center console. Chiếc này đi offshore là perfect luôn. Đây là đời 2023, mình chưa biết giá là bao nhiêu nha mọi người. Nhưng mà ở đây thì cái dealer này nằm ở Kima, chuyên về hiệu Nautic Star. Đó, đây là cái do tàu nè. It's Key West, everything. What are you looking at? There's a sea foam, the green color. Uh-huh. Like the black one that we looked up there. Okay. But it's a 2017, and it's got a 200 horse instead of a 250 on okay. it. Okay. And how many hours on them? I'm going to have to check. Okay. I'm going to have to see if that that, how big is that? 23 feet. Same thing? Same size as the but boat it, there. But it's a different color, but different motor. Different year. It's still Yamaha? Still Yamaha. Ông này ông dẫn mình đi coi cái chiếc này là 24 feet. Máy 200. Cũng hiệu Nautica Legacy, the same thing that we look at the other one. Okay. 2302. Okay. It's just a different color and this one's older. Older. Okay. Mm-hmm. Chiếc này nè mọi người. Còn chiếc kia là 32 feet. Yeah. Over 200,000 for sure. Oh, you talking about the sweeper like that on top? Yes, that's a sweep radar. That's the expensive one. Oh, okay. That's a radar. That's okay, part of the but radar. We can add it in here if you want to. You can add it on any boat that has a top. Okay. Ok cô chú anh chị thì so far mình coi nãy giờ thì chơi thích một chiếc này là mới brand new 2023 Nautic Star 24 feet. Yes. Lifetime guarantee on the hull. Lifetime guarantee. On the paint you mean? If it cracks or not against if you run it into the dock that's on your insurance. But if it has a manufacturer defect. Oh okay, lifetime, okay. Chiếc này là 24 foot. Offshore, chiếc này chứa được 12 người, 300 Yamaha, một máy nha mọi người nha. Còn một chiếc nữa thì chơi rất thích chiếc Robalo 24 feet luôn.
Thì để mình coi, mình quay cho mọi người xem chiếc này mình rất là thích nha mọi người nha. Cái chiếc này máy 300 Yamaha V6 4.2. Chiếc này Nautica 24 feet. Đó. 2023. Brand new. They have another one 2017. Không biết rẻ hơn không? Đó, thì chiếc này mình đang trả giá nha mọi người nha. Để mình lên đây mình quay cho mọi người xem. Chiếc này là 24 foot. Ngồi được 10. How many people you say they can hold on here? This one doesn't say, I'm not moving up. Oh, doesn't say. Okay, chiếc này có 10 người, hy vọng 10 người ngồi được. Đây là ghế nè, ghế sau. Đây là cái Lightwell nè mọi người. Lightwell là mình bỏ tôm sống rồi vô đây. Đó, còn ở đây là có cái ghế. Bây giờ đang có cái bench, mình sẽ bỏ vô nguyên một cái này là thành một cái bench ngồi cũng được 4-5 người ngoài sau. Đấy, trên này mình ngồi được 2 người. Đây là cái center console. Một máy Yamaha. Nó có cái GPS với lại GPS với lại Fish Finder là Simrad bự trên này. Đó. Thì ở đây vòng vòng đây. Vòng vòng ở đây thì phía trước mình ngồi thêm cũng được khá đông người. Khá đông người ở đây, thêm một cái chỗ ngồi phía trước nữa nha mọi người nha. Thì chiếc này đi offshore nha quý vị nha. 24 feet dài. Đó, chiếc này rất là đẹp. Màu xanh. Đó. Right here. Đó. Thì đây là center console nè. Ngoài trước cũng có cái đèn ở đây. Ở đây cũng có cái Lightwell nè quý vị. Mở cái này lên là quý vị sẽ có thể đựng được mồi sống trong này, câu cá cũng được, đi chơi cũng được. Chiếc này mình đi với lại nước mà khoảng chừng 2 feet thì chiếc này vẫn đi được bình thường. So, chiếc này chơi thấy rất là thích. Thì ở trong này nó có thêm một cái portable toilet nữa. Cái này mà đi gia đình mà có những chị em phụ nữ hay là những bé nít mà muốn đi tiểu rồi đó, mình có thể vô đây. Và đây, trong đây là cái toilet, ngồi trong đây cũng rất là khá là very good nha mọi người nha. Đó. Thì nó có speaker nè. Ở trên đây nó có tổng cộng là một cái rod holder để hô cần câu, bên kia một cái. Ở đây tổng cộng là 4 cái, là 6 cái. Ở ngoài sau nó có thêm một cái, 7 cái, 8 cái. Coi như chiếc này hô được khoảng chừng mười mấy cái cần câu á quý vị. Rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Thì chiếc này màu xanh. Đây là fuel, chỗ này đổ xăng nè. Đó, ok. Ở trên cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái kênh video của Trê ngày hôm nay đi xem tàu. Quý vị nào thích video của Trê nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký phía dưới và cái chuông để mỗi khi Trê ra những video mới thì tất cả mọi người sẽ được thông báo nha. Đó, đây là chiếc Nautistar 24 feet Legacy. Ok mọi người. Ok mọi người ơi, thì Trê cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip của Trê ngày hôm nay. Mình đi xem những chiếc tàu rất là đẹp nha mọi người nha. Và tàu bây giờ thật sự giá nó rất là mắc nha mọi người nha. Thì tàu mới bây giờ giá quá mắc. Thì Trê hy vọng quý vị thích cái video của Trê ngày hôm nay. Quý vị nào thích nhớ đừng quên nhấn cái nút phía dưới đăng ký và cái chuông để mỗi khi Trê ra video mới thì tất cả xem mọi người sẽ được thông báo nha. Còn bây giờ Trê tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Bye và xin chào mọi người.